Tháng 7 cô hồn. Tác giả Huyết Vi. Đạo diễn âm thanh Quốc Uy. Kỹ thuật thâu dựng Mây Muội và Tài Ác. Dải đất nhiệt đới, mùa vào thu, gió mưa tơi bời. Mưa dầm về sớm chiều, đất trời như não nùng âm u hơn. Có người họa sĩ vung cọ họa nên đất trời, thiếu vắng lá thu vàng ấm áp rực mắt như những vùng ôn đới, chỉ tô pha rặt những sắc xám đen dành cho nền mưa dai dẳng. Anh nhìn ra vùng không mịt mù mưa khói, thấy nhập nhòa những tòa nhà, cung đường, dòng xe và thầm chặt lưỡi. Tháng 7 âm lịch đến rồi. À, tháng cô hồn đây mà. Tin hay không thì từ xa xưa, dọc Nam Bắc, ông bà truyền, cha mẹ kể, đây là thời điểm xá tội vong nhân. Khi cổng địa ngục khai mở, những u hồn đói khát sẽ trồi lên dương thế, ăn uống và giải oan. Đối nghịch với tông nền của những ngày mưa ngâu u ám, nhuốm màu tâm linh, nhân gian lại trộn rộn với những lễ tục đón tháng cô hồn. Đặc biệt là vào rằm tháng 7, gọi là Tết Trung Nguyên hay Lễ Vu Lan. Đời sống tín ngưỡng tâm linh soi qua những tập tục trong tháng cô hồn chính là một chiếu ảnh cho tư tưởng và tâm hồn người Việt. Đó là vũ trụ quan về sự tồn tại và thế giới sau cái chết. Là truyền thống biết ơn, hiếu đạo với tổ tiên, cũng là tấm lòng nhân hậu xót thương trước khổ ải chúng sanh. Có thể nói văn hóa người Việt là đóa hoa nở trên cột cành của một nền văn minh nông nghiệp. Những ý niệm và lý giải về vũ trụ quanh mình được nảy nở trong đời sống, hòa hợp với thiên nhiên đất trời, kết thành những gốc rễ đầu tiên cho tinh thần văn hóa cố hữu của dân tộc. Đó là văn hóa đồng ruộng, đông đầy tình cảm, cùng vạn vật đồng hóa cảm sinh, lấy nguồn sống của cỏ cây thảo mộc làm ý nghĩa trường tồn. Vũ trụ quan tin rằng vạn vật đều có linh hồn. Đó có thể là linh hồn của chính vật ấy, hay là linh hồn của người chết nương trú vào. Đất có thổ công, sông có hà bá, thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Tín ngưỡng vạn vật hữu linh lấy nguồn sống tràn ngập làm trung tâm điểm, tự nhiên và hiển nhiên như hơi thở, ăn sâu vào máu thịt và tâm tưởng ngàn đời người Việt. Ôi, trồng ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió, thấy hiu hiu gió thì hay chi. Hồn còn mang nắng lời thề, nát thân bộ liễu, đền ghi trúc mai. Chị, tức nàng Kiều, đã hứa hẹn sẽ về thăm thân nhân sau cái chết, báo hiệu bằng gió hiu cỏ động. Chỉ về bằng cái hồn còn mang nặng lời thề, một cái hồn vô hình, vô thể mà có sức nặng với tâm tư con người dương thế. Người Việt tin tưởng rằng trong con người có cái vật chất và cả cái tinh thần. Tinh thần là thứ trừu tượng khó nắm bắt, được người xưa tụ chung thành một hình dung gọi là linh hồn. Vì còn sự tồn tại của linh hồn trong một vũ trụ lưỡng cực, nên cái chết nhục thể không phải là hồi kết, mà chỉ là một sự biến chuyển trạng thái của linh hồn từ động sang tĩnh, thay đổi không gian từ dương sang âm. Linh hồn con người sẽ theo cái chết mà đến với thế giới bên kia. Lòng tin vào linh hồn bất diệt và hành trình sau cái chết đến bờ bên kia là một ý niệm có nguồn gốc sâu xa,
đã nảy nở từ buổi bình minh của loài người. Người nguyên thủy chôn người chết ngay tại nơi cư trú, trong hang, mộ chôn nông. Thông thường mỗi mộ chôn một người gọi là đường tán, có nơi chôn nhiều người gọi là đa tán. Người chết được chôn trong tư thế ngồi xổm, bó gối hoặc nằm co lại. Công cụ bằng đá, xương hoặc dòng ốc được chôn theo. Trong cuốn lịch sử Việt Nam do Viện Sử học của Vũ Duy Mền làm chủ biên có ghi. Ở nhiều báo cáo khác, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận sự hiện diện của nhiều đồ tùy tán là dụng cụ lao động hay trang sức trong các mộ cổ thời tiền sử. Những dấu tích của tập tục mộ tán cho thấy cư dân Đại Việt từ thuở bình minh của nền văn hiến đã có ý niệm về sự tử như sự sanh, tồn tại một bờ bên kia. Cùng với cái chết nhục thể, đồ tùy tán được chôn theo người quá cố như một sự chuẩn bị những đồ dùng và công cụ cần thiết cho đời sống tiếp theo. Cũng với ước mong người chết sẽ sớm được đầu thai vào kiếp khác, họ chôn vong nhân trong những chum vò hình tròn, hình trứng dưới dạng tư thế nằm co như hình một đứa hài nhi trong bụng mẹ. Một tư thế sẵn sàng để bước vào một cuộc đời mới. Ở địa hạt của những cư dân nông nghiệp sông nước, của những ngư dân rong ruổi mù khơi, thế giới bên kia thường được cho là ngăn cách với không gian hiện sinh bằng dòng nước mênh mang. Người mất là người về nơi chính suối, là người ở dưới suối vàng. Cư dân Đồng Sơn cách ngày nay hàng ngàn năm trước đã chôn cất vong nhân trong những con thuyền độc mộc cùng với đồ tùy tản theo sanh hoạt lúc sinh thời. Dọc khắp đồng bằng Bắc Bộ và Duyên Hải Trung Bộ vẫn còn lưu giữ nghi lễ chèo đưa linh. Vũ sư sẽ múa điệu chèo đó và cất tiếng đưa tiễn linh hồn người mất về nơi cực lạc. Cũng trong quá trình chung sống miên trường với tự nhiên, con người kết tụ được những cảm thụ sâu sắc với sự biến chuyển của môi trường và thời tiết, các thứ ảnh hưởng trực tiếp đến nông vụ và sanh kế. Tinh hà biến dời, thủy triều dâng hạ, vầng trăng khuyết tròn và nắng mưa luân chuyển. Con người đi ra từ tự nhiên, sống trong những biến chuyển mang tính quy luật của tự nhiên, cảm nhận, thấu hiểu và lý giải nó một cách sâu sắc. Những tiền nhân nhạy cảm có thể thấy được vào tháng 7 âm lịch, đất trời âm u cô tịch, khí âm hàn ngùn ngụt trào dâng từ lòng đất. Niềm tin cố hữu về sự tồn tại của hồn ma bóng quế tan trong mưa ngâu tháng 7, thầm ngấm trong những tư tưởng đạo giáo, Phật giáo đã dần dà kết thành ý niệm về một tháng cô hồn. Đoạn thời gian người chết từ cõi âm trồi lên dương thế. Rằm tháng 7 gọi là Tết Trung Nguyên. Ta tin theo sách Phật thường cho hôm ấy là ngày vong nhân xá tội, nghĩa là người dưới âm phủ được tha một ngày hôm ấy. Bởi vậy nhiều nhà mua vàng mã cúng gia tiên, các nhà có người mới mất cũng hay đốt mã làm chay về hôm ấy. Tục đốt mã là do tự bên Tàu đời xưa thường dùng đồ ngọc bạch để cúng tế, đời sau dùng tiền để thế cho ngọc bạch. Đến thời vua Huyền Tôn nhà Đường thấy dùng tiền phí lắm mới truyền cho làm tiền giấy mà thay vào tiền thực. Đời Ngũ Đại lại chế thêm áo giấy, mũ giấy mà cung cấp quỷ thần. Qua lời kể của Phan Kế Bính trong Việt Nam Phong Tục, có thể thấy đa số người Việt đều tin rằng lễ Vu Lan cũng là tiết Trung Nguyên, diễn ra vào rằm tháng 7 âm lịch, phát nguồn từ kinh điển của Phật giáo, từ Trung Hoa lưu truyền vào đất Việt sau ngàn năm chung sống và ảnh hưởng lẫn nhau. Trong xa rọi gần, sẽ không khó để bắt gặp những dấu tích và ảnh hưởng của đạo giáo, vốn thừa hưởng hệ giá trị của tín ngưỡng dân gian Á Đông, trong các quan điểm và tập tục thực hành lễ Vu Lan của người Việt. Đạo giáo quan niệm Tam Nguyên gồm trời, đất và nước là ba nguyên khí căn bản kiến tạo cũng như nuôi dưỡng con người cùng vạn vật. Tam Nguyên ứng vào ba ngày âm lịch trong năm thì sẽ có Tam Nguyệt Nhật, tức là 15 tháng 1 Thượng Nguyên, 15 tháng 7 là Trung Nguyên và 15 tháng 10 là Hạ Nguyên. Khoác lên chiếc áo choàng của truyền thuyết
Tam Nguyên Nhật được cho là ngày sanh của Tam Quang Đại Đế trong hệ thần của đạo giáo. Ứng theo đó, tiết Trung Nguyên nhằm vào rằm tháng 7 âm lịch sẽ là ngày Địa Quang xá tội Đại Đế, cai quản cõi âm, tuần du, phổ độ cô hồn và xá tội vong nhân. Vốn là một tôn giáo cổ xưa từ Trung Hoa du nhập vào nước ta vào những năm đầu công nguyên. Trên một xứ sở mộ Phật, đạo giáo dường như mờ nhạt, chìm lấp trong dòng chảy lịch sử, thu hẹp vào một giới trí thức theo con đường tu tiên luyện đạo. Một số di tích và di sản để lại bị Phật giáo hóa, đạo quán trở thành chùa, hệ thần được phụng thờ hỗn hợp với các vị chư Phật. Dẫu vậy, cùng phương Bắc chia sẻ chung một hệ tư tưởng tâm linh, kính phụng đa thần, cõi âm huyền hoặc, ảnh hưởng và chiều sâu của nghi lễ đạo giáo vẫn tồn tại sâu trong tâm tưởng Việt. Trong thế giới quan đó, đầu tháng 7 âm lịch, quỷ môn bắt đầu thả lối để quỷ hồn túa ra tứ phương. Đến khi trăng treo tròn vành, trước khi chánh thức khép quan, địa ngục sẽ rộng lối thả linh hồn người mất, gồm cả tổ tiên hay cô hồn giả quỷ lên cõi dương gian. Thời điểm này còn được gọi là quỷ tiết hay thi cô, là khoảng thời gian âm khí ngập tràn, tài ương xui rủi, cũng có khả năng theo cô ma hồn quỷ tiếp cận con người. Những lý giải nhuộm sắc tiên đạo này thẩm thấu và lưu truyền hầu khắp đất Việt khi nhắc về tháng cô hồn. Sau này, theo nguyện vọng của con người sở tại, những điểm giải đó hòa vào vũ trụ hỗn dung của Phật giáo và tín ngưỡng bản địa, kết thành một ngày lễ lớn, được đông đảo người Việt biết đến và hưởng ứng, lễ Vu Lan. Vu Lan là viết tắt của Vu Lan Bồn, Ulambana, theo Phạn ngữ. Ulambana khởi nguồn từ một nghi thức đậm tính Phật giáo, được hiểu là treo ngược lên, tức là cứu giúp giải thoát cho những linh hồn lững lờ. Khi Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Trung Hoa, người ta dùng những thuật ngữ cùng tính chất và sẵn có của đạo giáo để giải thích cho những thuật ngữ tiếng Phạn của nhà Phật. Trong đó, Vu Lan Bồn, Ulambana, được dịch ra Hán ngữ là giải đảo huyền, lấy ý từ câu dân chi duyệt chi do giải đảo huyền giả của Mạnh Tử, ý chỉ sự giải thoát cho những kẻ khổ sở tột cùng ở cảnh giới địa ngục. Khi Phật giáo hiện dương trong đời sống thế tục, truyền thuyết Vu Lan báo hiếu về một lòng cứu mẹ của Mục Kiền Liên cũng được lưu truyền rộng rãi. Mục Kiền Liên là một đệ tử thần thông của Phật. Mẹ ông là phải chịu đọa đày đói khát dưới địa ngục vì những tội lỗi ở kiếp trước. Theo lời chỉ dạy của Phật, Mục Kiền Liên nhằm ngày rằm tháng 7, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng tự tứ, mà sửa soạn lễ vật, cúng dường, thành tâm, thỉnh cầu chư Tăng chú nguyện. Mẹ ông nhờ quý lực đó mà siêu thoát khỏi ngạ quỷ đạo. Các vong linh khác cũng nhờ phúc lành chư Tăng mà được xá tội. Từ đó thành lệ, hàng năm cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, lễ Vu Lan báo hiếu lại được tổ chức trong tín tâm, mong cầu tổ tiên ở thế giới bên kia thoát khỏi khổ hạnh đớn đau. Như vậy, có thể thấy cùng là ngày rằm tháng 7, mà Tết Trung Nguyên với ý niệm xá tội vong nhân xuất nguồn từ đạo giáo, còn lễ Vu Lan báo hiếu giải cứu đảo huyền lại theo kinh thuyết của nhà Phật, cùng chi phối sinh hoạt tâm linh của con người xứ sở. Năm dài tháng rộng, hai ngày lễ của hai tôn giáo lớn dần dung nhập vào nhau. Những tư tưởng và sự hợp dung này thường được biểu hiện thành hành động. Người mang lòng tìm tòi có thể lần theo dấu tích lưu lại trong sử liệu, cũng như tập tục dân gian về tháng cô hồn. Ở Việt Nam, tiết Trung Nguyên hay lễ Vu Lan có lịch sử lâu đời. Ngay từ thời Lý đã được nhắc đến trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Mùa thu tháng 7, tiết Trung Nguyên bãi cổ bàn vì là gặp ngày lễ Vu Lan Bồn của linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Mậu Thân, Thiên Thuận năm thứ nhất, mùa thu tháng 7, tiết Trung Nguyên, vua ngự điện Thiên An, các quan dân biểu mừng vì là ngày lễ Vu Lan Bồn của nhân tâm,
nên không đặt lễ yến. Những sự kiện lịch sử này cho phép chúng ta tin rằng vào thời Lý, nước ta đã có lễ Trung Nguyên tổ chức bằng việc tặng quà biếu và mở yến tiệc vào tháng 7 âm lịch. Theo thông tin của sử liệu, ngày này không đặt lễ yến vì trùng với ngày lễ Vu Lan Bồn của Lý Thánh Tông năm 1072, của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu năm 1118 và Lý Nhân Tông năm 1128. Rõ ràng, tiết Trung Nguyên lúc này đã được phân biệt rạch ròi, mang tính chất tổ chức khác với lễ Vu Lan cũng như mức độ ưu tiên của lễ Vu Lan trong một chánh quyền trọng Phật. Nội hàm của lễ Vu Lan lúc này không lấy việc Hoằng Dương Hiếu Đạo làm chủ đề như ngày hôm nay, mà có thể chỉ được tổ chức trong phạm vi hoàng thất, khi vừa có tiên hoàng hay thái hậu qua đời, mang tính chất như là một buổi lễ cầu siêu. Học giả người Nhật Onishi Kayuhiko trong bài tham luận Tam giáo thời Lý Việt Nam qua lễ Tết Trung Nguyên đã đưa ra một số thông tin thú vị khi đối chiếu với các tài liệu của Trung Quốc. Ông cho rằng cho đến nửa đầu thời Lý, có khả năng Tết Trung Nguyên được tổ chức vào ngày 5 tháng 7 âm theo lịch của Thiên Sư Đạo, tức là đạo giáo thời Đường. Dần dà, tiết Trung Nguyên được chuyển từ ngày 5 tháng 7 sang ngày 15 tháng 7 do bối cảnh phát triển và phổ cập Phật giáo trong xã hội Đại Việt. Quế Hải Ngu Hành Chí năm 1175 của Phạm Thành Đại từng ghi nhận: ngày mồng 5 tháng 7 là lễ lớn, mọi người chúc mừng nhau, quan liêu đem tù binh dâng cho tù trưởng. Hôm sau, tù trưởng mở tiệc để đáp tạ. Không rõ sự nhập lại giữa hai ngày lễ lớn của hai tôn giáo, đạo, Phật, chánh xác xảy ra vào khoảng thời gian nào, bằng sự kiện nào. Nhưng có thể thấy rõ sự biến chuyển từ việc ăn Tết theo lịch lễ hội của đạo giáo sang lịch lễ hội Phật giáo trong các tư liệu thiên triều ghi chép về Đại Việt dưới thời Lý Trần. Điển hình như Chư Thiên Chí năm 1225 của Triệu Nhữ Quát nhắc lại gần như chánh xác lời của Phạm Thành Đại, nhưng đã ghi nhận ngày ăn lễ là 15 và 16 tháng 7. Nhà Hậu Lê dưới thời Lê Thái Tông, ngày rằm tháng 7 được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép là lễ Vu Lan, mà vẫn mang tính chất như một ngày xá tội vong nhân của đạo giáo thay vì nội hàm báo hiếu của nhà Phật. Mùa thu tháng 7 năm Giáp Dần, niên hiệu Thiệu Bình thứ nhất năm 1434, ngày 15 mở hội Vu Lan, tha tù tội nhẹ 50 người, ban cho các nhà sư tụng kinh 220 quan tiện. Sang thời Nguyễn, các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Từ Đức đều tổ chức trai đàn tụng kinh và cầu siêu dài ngày tại chùa Thiên Mụ và Diệu Đế nhân lễ Vu Lan. Đại Nam Thực Lục có chép lại lời vua Minh Mạng về dịp này: đạo Phật lấy tế độ làm trọng là để giúp cho âm phúc được nhờ. Nay ta sai bộ lễ sắm sửa lễ vật đến tiết Trung Nguyên truyền cho các sư tập họp ở chùa Thiên Mụ, lập đàn tràng thủy lục 21 ngày để siêu độ vong hồn những quan quân ta đã chết vì diệt nước. Phật giáo tuy huyền di mà chưa chắc đã hiện ứng rõ rệt. Lòng ta tưởng nhớ đến những tướng sĩ thì không lúc nào quên. Việc lập đàn trai này cũng là ngụ ý thường xót. Ngàn năm sử liệu lần này bày ra sự hòa nhập những tính chất của tiết Trung Nguyên vào lễ Vu Lan trên đất Việt. Trong những nghi lễ cầu siêu đảo huyền của Phật giáo vẫn thấp thoáng nội hàm xá tội vong nhân của đạo giáo. Dòng tư tưởng và lễ tục của đạo và Phật theo đời sống tín ngưỡng dân gian của con người xứ sở đã dung hòa vào nhau, cùng chia sẻ, cộng hưởng và truyền đạt những giá trị thân mang. Ngày nay, trong ảnh hưởng của khoa học duy vật, lễ tục và kiêng kỵ không còn khắt khe như trước, nhưng ý niệm Á Đông đã thấm thuần trong máu thịt vẫn khiến một lớp người nguyện tin. Có thờ có thiền, có kiêng có lành. Từ khóa tháng cô hồn, tháng bảy cúng gì, văn khấn cúng cô hồn cho ra hàng trăm kết quả tìm kiếm, chứng tỏ lòng người vẫn còn lắm tha thiết với lễ tiết truyền thống này. Những kiêng kỵ trong tháng cô hồn có vài xê xích và biến hóa tùy người, tùy vùng, nhưng tụ chung vẫn nhằm tránh phạm quỷ hồn
dính phải vận rủi, đồng thời cân bằng âm dương. Có thể gom thành các phạm trù căn bản: không mời gọi gây thu hút người âm như không treo chuông gió, không phơi quần áo trong đêm, không réo tên nhau khi chơi đêm, không thưa hay trả lời dù có cảm giác ai đó đang đi theo mình hoặc gọi tên mình, không phạm hoặc đến gần những nơi nhiều âm khí, không chụp ảnh trong miếu mạo chùa chiền, không đến những nơi vắng vẻ, qua nghĩa trang không quay đầu nhìn lại phía sau, kỵ đến gần cây đa cây si, không làm những chuyện hệ trọng trong tháng này như là xây nhà, mua xe, không mua bán nhà cửa, đất đai. Lòng người soi chiếu ra lễ tục. Cứ đến chiều ngày rằm tháng 7 âm lịch, dân gian lại bày mâm trước nhà để cúng thí thực cô hồn giả quỷ. Đa số các gia đình thường chuẩn bị hai mâm cúng: cúng tổ tiên tại bàn thờ trong nhà và cúng cô hồn ở trước sân hoặc trên vỉa hè. Tin tưởng sự tử như sự sanh. Trên mâm cúng, ngoài đồ ăn thức uống tùy gia cảnh, còn đi kèm vàng mã, phục sức và đồ dùng như khi còn sống. Chùa quán cũng tổ chức những pháp hội long trọng, đàn lễ mông sơn thí thực được dựng lên, hay văn tế thập loại chúng sanh của Nguyễn Du cũng được diễn đọc theo năm giọng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bên cạnh đó, để hiển dương lòng hiếu và tình người, các chùa và hội đoàn Việt Nam còn tổ chức nghi thức bông hồng cài áo do thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng. Những ngày này, trái với nền trời âm u và lòng người đè nén trong nhiều kiên kỵ, dương gian phất tràn sanh khí trong những lễ tục dành cho vong nhân cô hồn. Muôn hồng nghìn tía đèn giấy gấp hình hoa sen, con thuyền lững lờ thả trôi trên sông để dẫn đường chỉ lối cho giả quỷ. Ngũ lệnh kỳ năm màu pháp phới trên đạo tràng cầu siêu của chùa quán. Dọc đường vàng mã đốt cho tổ tiên đã khuất tàn lụi trong chậu than hồng. Xanh xanh đỏ đỏ, bánh trái rải tuân tứ phương cúng thí thực. Bên tiếng lễ nhạc tôn nghiêm, bên ngọn lửa ấm nồng rụi thiêu đồ mã, bên sắc trắng sắc đỏ của những bông hồng cài áo, tăng, đạo, tục cùng dân đại lễ ngăn chặn quỷ ma, thí thực vong hồn, giải ách tổ tiên và tỏ bày lòng hiếu. Người đời mang lòng kính thần, chánh ác mà truyền nhau, cúng quanh năm không bằng rằm tháng 7. Anh họa sĩ chấm nét cọ cuối cùng lên bức tranh. Ở đó có dương gian đông đảo hơn thường, nhân sinh rực sáng muôn màu giữa nền đất trời âm u huyễn hoặc.